Xin chào tất cả các bạn, hôm nay các bạn cùng học màu với mình nhé. Trên bàn của mình có fork và kẹo candy. Yeah! Bây giờ chúng mình cùng đặt một loạt màu thử nhé. Đây là màu apple, có màu green. Đây là màu... Các bạn có biết đây là màu gì không? Purple đấy con ạ. Đây là màu green này. Màu pink. Bây giờ ha, chúng mình cùng đếm tiếng Anh với mình nhé. 1, 2, 3, 4 gói kẹo các bạn ạ. Bây giờ các bạn cùng cắt với mình nhé. Đây, mình đã chuẩn bị chiếc kéo rồi. Bây giờ mình xem thử xem có kẹo green, có màu apple nhá. Để cắt thôi, cắt tầng nắng, cắt nằm lại cho làm dễ. Được rồi, cắt xong xong, bây giờ mình sẽ đổ kẹo đây nhá. Hay là mình sẽ cắt như này đúng không? Wow, các bạn ơi, rất là nhiều kẹo. À, trong này có rất là nhiều kẹo màu vàng, chúng mình có ăn thử một viên nhé. Rất ngọt và rất mềm. Có vị gì? Và có vị của táo ấy. Chúng mình cùng khám phá từ một gói kẹo purple nhé. Cắt tầng này. Ồ, có rất là nhiều kẹo màu tím. Không màu đen chứ. Nhỉ. Em thử một viên nhé. Chắc vị nhau đây. Em bảo với các bạn nhé, mấy cái vị này nó đều giống nhau hết. Nó có chua chua ngọt ngọt đấy. Bây giờ chúng mình phán khá cửa và có kẹo green nha. Đây. Oh, có rất là nhiều kẹo màu xanh lá cây. Ăn thử một viên. À, đây vị nho xanh. Nó cũng không giống mấy kẹo này. Thử kẹo ở màu pink này nha. Pink. Sẽ cắt cho là đây rồi. Cái này, cái đầu của mình pink đã bị chọc rồi. Ui, sao không có màu hồng, chỉ có màu cam thôi nhở. Sao người ta lại chỉ đây là màu hồng. Thôi, mình cứ ăn thử viên đi. Thì sẽ biết. Đây, hai cái đều giống nhau, hai cái đều giống nhau. Trời ơi, mấy cậu là rất thần kỳ nhé. Hai cậu giống nhau. Đây, mình đã cắt thêm một chiếc áo dài. Thôi xua ơi, xin chào tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả bạn. Các bạn hãy mua cái kẹo này. Kẹo này với mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.